Sáng nay, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2022 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Hồ Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Liệt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Trong năm qua, hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi, lợi nhuận của hợp tác xã, thu nhập của người lao động tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp tăng đáng kể, các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực khác đều ổn định. Tỷ lệ hợp tác xã xếp loại khá tốt tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2021. Đến cuối năm 2022, Vĩnh Long có 184 hợp tác xã, tăng 7 hợp tác xã so với cùng kỳ. Trong đó có 16 hợp tác xã thành lập mới. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt hơn 1 tỷ 540 triệu đồng một hợp tác xã, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận bình quân ước đạt 272 triệu đồng một hợp tác xã, tăng gấp 1,68 lần so với năm 2021.